Hai mọi người, tại đây, nếu mọi người đang tìm một lô đất mặt tiền đường Mỹ Xuân Tóc Tiên và nằm ngay trong khu dân cư thì có lẽ lô đất hôm nay tài giới thiệu sẽ nằm trong mục tìm kiếm của mọi người đấy ạ. Đây. Hiện lô đất tài muốn giới thiệu với mọi người thì là lô này. Đây là mặt tiền đường Mỹ Xuân Tóc Tiên. Từ đây ra tới đường Hắc Dịch Tóc Tiên thì tầm 400m nha mọi người, tới chỗ ngã ba Sáu Dầu á. Lô đất này thì với chiều ngang mặt tiền đường là 10m, chiều sâu vào là 58m. Nó có hai mặt tiền phía trước và phía sau luôn nha mọi người. Còn đây là mặt tiền phía sau nha mọi người. Cái đường này ạ. Trên đường này thì có nhà dân ở đấy rồi. Nhưng mọi người thấy mấy nhà dân đang ở đó. Cái đường nhựa ở phía đầu kia đó, đó là đường Lê Đức Thọ nha mọi người. Đường đất ở đằng sau cũng là đường thông luôn ạ. Đây. Vị trí đất thì nằm cách nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sau này. Theo hướng này thì chưa đầy 3 cây là tới nút giao cao tốc. Đi khoảng 3 cây nữa là ta ra ngay quốc lộ 51 luôn mọi người. Từ đây ra tới quốc lộ 51 nó chừng 6 cây à, chưa tới. Xung quanh thì đã có nhà dân gì đầy đủ. Khu này hiện lúc trước thì nó rơi vào khoảng, lúc đỉnh điểm nó rơi vào khoảng 6 tỷ rưỡi. Có những lô giao dịch nó hơn giá 6 tỷ rưỡi rồi. Nhưng hiện tại chủ muốn bán lô đất này với giá là 4 tỷ 2 nha mọi người. Với mặt tiền đường trước là đường Mỹ Xuân Tóc Tiên. Còn đường phía sau là một con đường đất, có dân cư hiện hữu hết rồi. Đường phía sau thì cái đường đất đó thông ngay ra đường Lê Đức Thọ luôn nha mọi người. Đây. Xung quanh đất thì như mọi người thấy, chủ đã cắm cọc cũng như rào lưới B40 hết rồi. Ranh mốc rất là rõ ràng luôn ạ. Kế đây thì có một quán ăn này. Nhìn khá là khang trang. Để mình quay một vòng mọi người tiện lắm luôn nha. Không phải quán ăn mọi người ạ, nhà hàng. Kế đất là một cái nhà hàng ẩm thực làm bên hải sản nha mọi người. Đất đây. Còn đây là xung quanh nha mọi người. Dân cư, quán xá, bách khóa, quán ăn đầy đủ. Còn đây là tổng quan về lô đất để mọi người tiện nắm nha. Đất thì nằm đây, đường Hắc Dịch Tóc Tiên thì nằm chỗ này. Đoạn này là tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và hướng này là ra quốc lộ 51. Tổng quan hơn thì nó sẽ như này.